Công ty cổ phần Nha Trang Seafood F17 với tên gọi ban đầu là Xí nghiệp Đông Lạnh Nha Trang, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Khánh ra quyết định thành lập vào ngày 10 tháng 11 năm 1976 với tên gọi là Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Nha Trang, là doanh nghiệp nhà nước và được chuyển thành công ty cổ phần từ tháng 8 năm 2004. Kể từ năm 1976, về nhân sự với tổng số cán bộ công nhân viên mới thành lập là 70 người, đến nay hơn 6.000 người. Từ một xưởng tư nhân, cơ sở vật chất nhỏ bé, lạc hậu, công suất cấp đông thấp chỉ 300kg một ngày, kho bảo quản 20 tấn, diện tích nhà xưởng 200m2, đến nay công suất cấp đông hơn 430 tấn một ngày, tăng 1.500 lần. Kho lạnh lên 30.000 tấn, tăng 1.500 lần. Ngoài ra năm 1976, giá trị kim ngạch xuất khẩu 739.803 USD. Tuy nhiên, bằng sự sáng tạo, đổi mới trong tư duy, tiếp cận nhanh với tiến bộ khoa học kỹ thuật và vận dụng một cách hợp lý và thực tiễn, đã đưa quy mô sản xuất kinh doanh của công ty lên đến 200 triệu USD. Bên cạnh đó, về thực hiện đa dạng hóa ngành nghề, công ty đã hình thành và phát triển thêm ngành thương mại dịch vụ du lịch. Trải qua 46 năm thăng trầm với nhiều khó khăn thử thách và hơn 30 năm đổi mới, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng toàn diện đã mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có công ty cổ phần Nha Trang Seafood đã hội nhập sâu trong ngành chế biến thủy sản và thương mại dịch vụ du lịch. Trong bối cảnh đó, từ năm 2005, với nhận thức của mình, công ty cổ phần Nha Trang Seafood F17 đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững với định hướng là trở thành công ty hoạt động theo hướng đa ngành, trong đó lấy sản xuất kinh doanh nuôi trồng và chế biến xuất khẩu thủy sản là chủ lực, đồng thời mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh du lịch. Từ định hướng nói trên, kể từ năm 2006, công ty đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng nhiều nhà máy chế biến thủy sản, nhiều vùng nuôi trồng thủy sản, đầu tư xây dựng khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, nhà máy sản xuất nước uống đóng chai phục vụ cho du lịch. Thành lập công ty cổ phần thủy sản Nha Trang, Kiên Giang năm 2006, công ty cổ phần thủy sản NTSS Cần Thơ năm 2007, công ty cổ phần Nha Trang Seafood F89 Bạc Liêu năm 2008, xây dựng và phát triển trung tâm nuôi tôm công nghệ cao miền Tây với diện tích nuôi tôm công nghệ cao ở ấp Tà Xăng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang và ấp Thuận Án, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang là 380 hectare. Diện tích cá tra 115 hectare ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, huyện Châu Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Riêng tại Khánh Hòa, công ty đã xây dựng thành công trung tâm nuôi tôm công nghệ cao Vạn Hưng, Vạn Ninh và Ninh Quang, Ninh Hòa với diện tích nuôi là 70 hectare. Song song đó, công ty cổ phần Nha Trang Seafood F17 đã đầu tư thêm hệ thống các phòng thí nghiệm có chứng chỉ trong phòng thí nghiệm quốc gia, cùng với các chứng chỉ chất lượng quốc tế do các tổ chức quốc tế BV, SGS, TUV cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu thủy sản của quốc tế. Như vậy, đã kiểm soát tốt chuỗi hệ thống từ vùng nuôi đến bằng ăn, đã thành công chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Anh, Úc, Canada, Nhật Bản và phân phối hàng loạt sản phẩm thông qua các hệ thống siêu thị nổi tiếng như Walmart Mỹ, Waitrose, Sainsbury của Anh Quốc. Đặc biệt, công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có chuyên môn giỏi cộng với sự tham vấn của đội ngũ luật sư quốc tế có kinh nghiệm, công ty luật Trade Pacific, chủ động tham gia các vụ kiện chống bán phá giá tôm, cá tra của Hoa Kỳ trong 2 năm 2019-2022. Như vậy, Nha Trang Seafood đã chiếm lĩnh thành công thị trường to lớn là Hoa Kỳ và duy nhất của Việt Nam xuất khẩu tôm và cá tra vào Mỹ với thuế suất 0%. Có thể khẳng định rằng, Nha Trang Seafood trở thành một trong năm doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam và dẫn đầu trong ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản của tỉnh Khánh Hòa. Nhờ thực hiện thành công các chiến lược phát triển bền vững cùng định hướng cụ thể rõ ràng, đồng thời cũng là đơn vị có vùng nuôi tôm cá công nghệ cao đáp ứng 80% nguyên liệu cho nhà máy. Với định hướng là trở thành công ty hoạt động theo hướng đa ngành, sau một thời gian phát triển và tích lũy, đã chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực. Công ty đã mở rộng kinh doanh, phát triển các sản phẩm thương mại dịch vụ du lịch như xây dựng khu du lịch tắm bùn thoáng nóng cao cấp iResort, khách sạn Green World tại Nha Trang, nhà hàng Nha Trang Seafood, nhà máy sản xuất nước uống đóng chai Onsen, nước yến Onnes tại Cam Lâm. Tất cả các công trình đầu tư này đã trở thành thương hiệu lớn, hoạt động có hiệu quả, đóng góp nhiều cho xã hội với tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt gần 300 tỷ đồng, nộp ngân sách cho địa phương hàng chục tỷ đồng,
và giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động. Đặc biệt, khu du lịch tắm bùn khoáng nóng cao cấp iResort Nha Trang với thiết kế kiến trúc ấn tượng, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường đã liên tiếp đạt được nhiều giải thưởng về kiến trúc tại Việt Nam và cả khu vực châu Á. Resort ra đời và phát triển theo hướng khu du lịch cao cấp, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên bùn khoáng và nước khoáng đưa vào dịch vụ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người già hay các đối tượng bệnh nhân có nhu cầu điều trị các bệnh mãn tính, phục hồi chức năng. Theo thời gian, iResort đã dần trở thành nơi nghỉ dưỡng giải trí sang trọng cho du khách trong nước và quốc tế, là địa điểm cung cấp dịch vụ bùn khoáng cao cấp bậc nhất tại Khánh Hòa cũng như cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với sứ mệnh đem hình ảnh thành phố biển Nha Trang xinh đẹp trở thành trung tâm du lịch nổi tiếng, điểm đến hấp dẫn, lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế. Năm 2010, nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty đã đưa việc xúc tiến thành lập Trung tâm Thương mại Du lịch theo hướng hiện đại tại số 777 đường Lê Hồng Phong, Nha Trang. Vào tháng 7 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận cho công ty lập thủ tục đầu tư dự án, đồng thời xác định sẽ xây dựng nơi đây một công trình biểu tượng trong chuỗi khai thác hoạt động dịch vụ du lịch, góp thêm tiếng nói cho thành phố Nha Trang là trung tâm du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới. Với vốn kinh nghiệm dày dặn, nền tảng vững chắc về cơ sở hạ tầng, uy tín lâu năm cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề và nhiệt huyết, công ty cổ phần Nha Trang Seafoods F17 đã và đang tiếp tục nỗ lực đưa thương hiệu công ty ngày càng phát triển và vươn xa trong tương lai. Chúng tôi sẽ luôn từng ngày nuôi dưỡng sứ mệnh của mình, mang đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn cho đại gia đình Nha Trang Seafoods. Sứ mệnh tin tưởng cùng sẽ chia thành công với đối tác. Sứ mệnh mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tiêu chuẩn cùng với những lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods F17 cùng với khát vọng vươn lên và không ngừng bứt phá, sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn, hành động không do dự để xóa bỏ mọi ranh giới, vươn tới những ước mơ, không ngừng khai phá tiềm năng trên hành trình kiến tạo nên tương lai.